Yo, hello what's up chào em nha, quay trở lại với channel mình đây, từ từ đường phố đấy mọi người nha. Xin anh em biết mình tạo chiếm nhé, từ từ đường phố đấy bạn. Ok, quay trở lại video ngày nay chưa? Vì giờ cho anh em xem video vậy, đầu video anh xem like và một đăng ký kênh cho nó phát triển nhanh của anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày nay thì chúng ta tiếp tục trình săn code quà vui chơi sự kiện mới game hết tại đại chiến anh em, cập nhật quá trình quả cáp. Hiện tại chắc là có vip code chiên được, có đây hot nhất hiện tại thôi, nhưng mà chưa lượng chủ lượng quá. Ok, hôm nay tiện tôi ghé qua đây tôi lượng cho nàng phụ để phát các bạn. À đây, hôm qua cũng vô quậy sự kiện gần như xong hết rồi anh em. Hiện tại thì còn cái nhiệm vụ đấu trường nhé, bạn đang chưa làm thì tranh thủ làm. Hiện tại tôi có nhận auto anh em, và bạn nào hứng thú thì có thể IP trực tiếp, tôi sẽ treo auto trên máy cho anh em luôn. Mà nói treo chúng thế nào, tôi chú em chưa treo ạ. 47k búa à, nay rảnh tí về ngồi update búa đấy, con nạc này cũng được anh em, chưa biết nội thất chơi. Lên fanpage này anh em, xem fanpage chúng ta có skin quả cáp gì hot không anh nào. Thuyền trưởng sở hữu đã sở hữu Hibu Kado dạng lai chưa? Tuần này nhận free tận 4 cháu và mốc đập, chỉ trừ khi không đập thùng cho nên kiểu gì chả có. Mình danh VIP 12 anh em, hiện tại chúng ta chắc có đem đấy anh em, có đem phần cứng đa phát và quà web cũng đa phát anh em. Rồi, code thì hiện tại chúng ta có đem tuần lên nữa các bạn này, bạn nào chưa lượm thì thử lượm lên, đây có đem tuần đây các bạn. Sáng nay tôi vừa nhảy xe mới ấy được luôn rồi anh em. Giờ chúng ta sẽ nhận cốt đặt này xong, chúng ta sẽ qua bên này phụ quên ơ qua bên này để chơi anh em. Ok, cái nhận code đen phần cứng thì qua tôi có video hướng dẫn rồi, giờ cứ làm qua lại cho anh em nào chưa biết thì nhận lại lần nữa. VIP code chiên thì nó dựa vào điểm VIP của các bạn, anh em đặt VIP bao nhiêu thì gọi quà VIP bấy nhiêu, VIP 3 trở lên là nhận được rồi đó. VIP 3 trở lên bắt đầu nhận theo nó theo lượt anh em đó, VIP 3 5 một cái, 6 7 cái, 8 9 cái, 10 11 cái, 12 13 cái anh em. À lộn, tôi nhận được VIP 11 thôi anh em. 10 đến 11. Quá. À ừ. Lộn anh em. Thằng này qua nhận rồi. Đây bạn nó nhận thằng này. Rồi ok các bạn, thằng này VIP 10 chuẩn luôn anh em. Đây các bạn VIP truyền thuyết anh em. Lượm code, đấy, chúc mừng bạn đã nhìn được VIP tháng 12 anh em. Đó, bảo ngon. Lịch sử. Tuốt phát xuống đáy anh em. Đây. Chép, nhớ căn là cái nút của bạn đấy chuẩn nhá, để mình nhập anh em. Rồi ok. Cái cô này thì 40 thùng bia anh em. Đó, 40 thùng bia 20 xu quay cọc cấp thôi anh em. Một cà rưỡi vuông gỗ 200k 1550 500k rồi. 8 đi 8 pin anh em. Đó. Đây là quà VIP code chiên của chúng ta. Rồi trước khi qua phụ thì và kiếm cái nội thất có chơi anh em. Thằng này nó bị nối sao mà chơi ta. Từ nhóc nhớ từ từ. Trở lại anh em thuyền. Vậy là còn hai con thuyền này. Nào, nay em cho lượng lên mắt bình luôn anh em. Hơn 200k chắc thoải mái các bạn. Đẹp quá bạn. Chiến hàm tiếp theo. Dạ, dành ngồi úp thuyền các bạn. Tính ra nâng cấp nó mỗi lần thuyền nó phải biến đổi thêm thêm pháo đạn vào chứ, nhìn gọi gì nhá, chỉ vì này đó bung phát như đúng rồi mà chả thêm cái gì các bạn, vẫn chỉ một quả pháo trên đầu, hai cái sừng hai bên. Nó cũng chẳng cao to hơn được bao nhiêu bạn, vẫn vậy. Tức thế nào? 180 trên 224 hả? À quên, ngay bây giờ phải lên cao cái này nhỉ. 180, 175, 180, 130. Ok các bạn. Con này dễ chơi hơn này, nó chơi hơn con này nên 180 các bạn này.
ấp thuyền thôi, đang ngồi rảnh ngồi ấp thuyền cho tí nhảy qua xe mới xem thế nào. Có vẻ em đây sẵn tài nguyên các bạn, đủ ấp luôn, đã hết thuyền lên 180 hết luôn, dư sức các bạn nhé. Nhìn lượng gỗ này thì còn có một con thuyền nữa nâng nốt luôn không các anh em. Mỗi thuyền này không biết đủ bung bung không thôi này. Thôi cửa này chắc là không đủ đâu anh em, không đủ rồi, sao không đủ rồi, dưới còn 3 tầng nâng 3 cái kia nữa là đùa đâu các bạn. Tích cũng lâu nên mà không biết thế nào. Nếu muốn như một cái tầm 50k, ừ 50k mới ra đủ bạn. Lần thử cái biết ngay anh em, đây lần thử một cái biết ngay. Nếu như một cái này tầm 50k thì thoải mái các bạn. Đấy, thoải mái rồi các bạn, đủ rồi. Mắt pin thuyền luôn, này mắt pin thuyền luôn anh em. Dư sức mắt pin các bạn. Đẹp, buôn thuyền. Cuối cùng cũng phun thuyền anh em. Cuối cùng cũng phun thuyền rồi. Kìa. Sợ na bàn rồi. Cay đấy nhờ. Nào nào. Thôi nào bạn ơi đừng na bàn nữa nào. Đùa thề cay đấy. Ô nào không ra bàn nữa nào bạn ơi. Ok bạn qua nội thất đập con nào. Đấy, giờ là pull hết nội thất rồi anh em. Ok chế tạo coi. Đây chứ. Ừ nhắc nhớ bạn từ từ. Kiếm gì à. Tài chế. Thôi tài chế tính sao anh em, danh sách trước này. Bây giờ là không còn thời của Zoro, không thời của Kaido, một kit nữa anh em cũng còn bị bom. Ray chư Robin nữa anh em, rồi. Bây giờ là Jinbei này, đây. Shiraoshi, đây. Kulo. Vivi, rồi ok. Vào việc. Ok. Cái gì vậy trời? Ừ rồi Shiraoshi bạn chứ toang quá. Đập mà nó cứ như vậy là toang lắm luôn á. Tới tiếp nào. Jinbei. Baruch. Ok, tới tiếp nào. Hai viên đỏ, thêm được một cô lồ anh em. Thêm được một cái vàng nữa thôi à. Anh ba cũng được các bạn, cũng được. Ok, này thêm cho Jin B với cả anh em. Đấy trước các bạn, sau lên là có thể áp vào thôi. Rồi, hai viên đỏ. Yamato. Funky, rồi ok các bạn. Ba cà rời bố gấu đó nè. Cũng được, cũng tạm tạm các bạn, nhận quà. Ôi, được rồi anh em, à này mới update thì được rồi anh em, chúng ta qua bên server mới nào. Để với con nào sáng nay vừa mới quậy xong anh em, được cái đồ đồ đó, qua nhận kinh nghiệm rồi anh em, để bắt đầu cày cuốc dần. Đó.
Nhận quà này thì cái hàng này chưa chưa update được cháu nào lên sao đấy anh em, hơi toang chỗ đấy. Nhưng mà cố gắng cày đấy anh em, đùng cái 3 ngày rồi đấy, hình nguyên này đấy anh em. Xem nào, túi đồ ok chắc chắn là giờ phải cày cấp rồi các bạn. Thôi qua thì cứ trách giường cái các bạn, qua chủ nhật FP thôi, đâu cày thì chắc chắn tôi cày off sau, bây giờ có gì hot thì tôi quay các bạn xem một chi video. Mở quả giường anh em. Ok vậy nha, gặp anh em ở video tiếp theo. Đó, tôi cái cô đây có hot tôi sẽ quay bạn coi.